chào cả nhà đã quay trở lại với channel của Thiên Vũ Audio. Có phải bạn đang làm việc tại nhà nơi văn phòng, bạn thường xuyên bị ảnh hưởng bởi những tiếng ồn gây mất tập trung, tiếng ồn chen ngang mất đi những ý tưởng sáng tạo, bạn buông phiền, stress vì áp lực công việc từ nhiều phía? Vậy thì đây sẽ là thiết bị hoàn hảo giải quyết triệt để vấn đề mà bạn đang gặp phải. Mới đây thì hãng âm thanh nổi tiếng thế giới Bose chính thức giới thiệu người dùng dòng tai nghe chống ồn mới nhất của họ, QS Comfort 45, QC45 với tính năng mới nhất chống ồn hiệu năng mạnh mẽ. Chỉ một nút bấm, mọi tiếng ồn dường như tan biến, chỉ còn bạn và không gian yên tĩnh đầy tập trung và sáng tạo. Sau gần 4 năm kể từ khi ra mắt dòng tai nghe tiền nhiệm trước đó, QS Comfort 35 đã liên tục đoạt doanh số cao nhất, là dòng tai nghe ANC bán chạy nhất thế giới. Dòng tai nghe QS Comfort QC45 mới ra mắt vào đầu tháng 9 năm 2021, nổi bật khi được cải thiện và nâng cấp đáng kể ở phần âm thanh và kết nối. Tai nghe vẫn sẽ có hai chế độ chống ồn là QS và Hour. Trong đó chế độ QS với tính năng cách âm tuyệt đối, mang đến sự tĩnh lặng nhất có thể và triệt tiêu hoàn toàn tiếng ồn xung quanh. Còn với chế độ Hour, tăng cường âm thanh xung quanh trong lúc vẫn giảm tiếng ồn, để bạn có thể thưởng thức âm nhạc một cách tự nhiên nhất mà không gian âm thanh không bị bí. Nếu như điểm trừ là thiết kế vẫn như cũ thì điểm cộng lần này QC45 được trang bị công nghệ cải tiến mạnh mẽ, đặc biệt là công nghệ ANC, vốn đã được đánh giá cao của hãng Bose. Cũng trong buổi giới thiệu, Bose cho biết QC45 có khả năng chống ồn và giải trung âm tốt hơn so với QC352, như là các tiếng động cơ xe máy, tiếng đạp thoại và nói chuyện qua lại. Bên cạnh đó thì tai nghe QC45 cũng được nâng cấp dạy Microphone Spam Array, đảm bảo cho việc đàm thoại và công việc tốt nhất. Tai nghe chống ồn chủ động Bose QS Comfort 45 chính hãng có thời lượng pin sử dụng lên đến 24 giờ nghe liên tục, và thời gian sạc đầy tai nghe rơi vào tầm khoảng 2 tiếng rưỡi, hỗ trợ sạc nhanh 15 phút cho 3 giờ nghe và sạc bằng cổng USB-C. Hiện tại thì giá chính thức của tai nghe chống ồn Bose QS Comfort 45 vẫn đang được cập nhật giá tại Việt Nam. Bạn có thể theo dõi qua trang fanpage của Thiên Vũ để luôn cập nhật tin tức mới nhất về dòng tai nghe này nhé. Đừng quên like và subscribe để ủng hộ kênh của Thiên Vũ. Xin chào và hẹn gặp lại ở video review lần sau.